Hôm qua, huyện Đoàn Tri Tôn phối hợp Đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực phát động tuần lễ đọc sách hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21 tháng 4. Với thông điệp sách hay cần bạn đọc, sách quý tặng bạn, tặng sách hay mua sách thật, sách hay mắt đọc tai nghe. Tại buổi lễ, huyện Đoàn Tri Tôn đề nghị các đoàn trường, liên đội trường học quan tâm phát động phong trào đọc sách trong học sinh đội viên, tổ chức các hoạt động giới thiệu sách, hội thi kể chuyện theo sách, vui đọc sách, trò chơi về sách, diễn vẽ tranh theo sách, trang trí bìa sách, hóa trang nhân vật yêu thích, thi ảnh gốc đọc sách ưa thích. Bên cạnh đó, các em học sinh được tìm hiểu mục đích ý nghĩa về ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam, lợi ích và tầm quan trọng của việc đọc sách, nghe giới thiệu về các cuốn sách hay, về cuộc đời hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng, chiến thắng Điện Biên Phủ. Dịp này, Đoàn trường Trung học phổ thông Nguyễn Trung Trực cũng tổng kết đánh giá cuộc thi minh họa tác phẩm văn học bằng tranh. Ban chỉ huy quân sự phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên vừa tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17, sinh năm 2007, có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường Mỹ Bình. Tại buổi đăng ký, Ban chỉ huy quân sự phường Mỹ Bình phối hợp cùng các ban ngành đoàn thể liên quan tiến hành kiểm tra lý lịch của thanh niên và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, đạo đức lối sống, việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương, đồng thời kiểm tra sức khỏe về cân nặng, chiều cao, dòng ngực, tìm hiểu về tiền sử bệnh gia đình. Theo kế hoạch, từ ngày 3 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5, Ban chỉ huy quân sự 13 phường xã trên địa bàn thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức cho những thanh niên sinh năm 2007, 17 tuổi đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu. Qua đó, góp phần thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2025 và những năm tiếp theo. Đây là cơ sở quan trọng góp phần vào thành công chung của công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm trên địa bàn thành phố Long Xuyên, đảm bảo dân chủ, công khai, công bằng, khách quan và đúng theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị, đảm bảo nguồn nước tưới tiêu cho mùa khô có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng năng suất cây trồng. Vì vậy, các địa phương trên địa bàn thành phố Long Xuyên đã và đang triển khai thực hiện nhiều giải pháp điều tiết nguồn nước từ công trình thủy lợi cũng như vận động người dân sử dụng nước tiết kiệm, do đó luôn đảm bảo ổn định nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân. Tại xã Mỹ Hòa Hưng, một trong những địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn của thành phố Long Xuyên, ông Nguyễn Văn Mước, ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng đang canh tác 1,5 công đất rau màu như cải ngọt, mồng tơi, hành lá, cung ứng cho thị trường mỗi tháng gần 1 tấn nông sản. Nhiều năm nay, nhờ hệ thống kênh mương nội đồng dẫn nước từ hệ thống sông lớn vào, nên không phải lo về nguồn nước tưới, ngay cả trong cao điểm mùa khô. Mặc dù trong thời tiết nắng nóng, nhưng diện tích rau màu của gia đình vẫn phát triển xanh tốt. Có được kết quả trên, ngoài việc áp dụng đúng các biện pháp kỹ thuật trong canh tác, ông Mước còn áp dụng công nghệ tưới phun tự động, nhờ đó năng suất cây trồng được đảm bảo, giúp gia đình nâng cao thu nhập từ 30 đến 50 triệu đồng một năm. Theo dự đoán đại báo năm nay hạn hán, thành thử bà con nông dân ở đây thì phải trước bước là phải chứa hầm hố đặng từ ngoài sông đưa về vô hầm đặng chứa sản lượng nước đó mình tưới tiêu này kia đó. Với trên 11 công đất trồng nhãn và hoa màu, ngay từ đầu mùa khô, gia đình ông Nguyễn Thanh Hùng, ấp Mỹ Khánh 2 đã chủ động tích trữ nguồn nước bằng những kênh mương nội đồng nhằm bảo đảm nước tưới theo đúng thời gian, chu kỳ sinh trưởng của cây trồng. Mặt khác, trước tình hình thời tiết nắng nóng có thể kéo dài trong mùa khô, vì vậy để chủ động nguồn nước, gia đình ông còn áp dụng các biện pháp tưới tiết kiệm, tưới nhỏ giọt để tiết kiệm nước. Đồng thời, thường xuyên thăm vườn để có những lịch điều chỉnh tưới phù hợp, nguồn nước về cơ bản được bảo đảm. Nhờ đó đã mang lại hiệu quả cao, năng suất, chất lượng cây trồng, giảm chi phí nhân công, khắc phục tình trạng thiếu nước tưới, nâng cao hiệu quả sản xuất trong mùa khô hạn. Nói chung thì cái diện tích của tôi thì tôi cũng đất cũng hơi rộng, và để đảm bảo cho lượng nước tưới cây đầy đủ thì tôi phải dự trữ nước bên ngoài sông. Nước lớn bắt đầu canh nước bơm vô ao ba cái hầm này nè, rồi mới tưới cho cây trồng. Còn như mùa nắng nóng quá thì như ba cái cây rau ăn lá phải tủ gom cho nó giữ độ ẩm, ít tưới nước hơn. Sau khi cái vụ đông xuân thu hoạch lúa rồi đó, thì đối với hội nông dân cũng kết hợp với ủy ban rồi là bên cán bộ là thủy lợi để rồi là khảo sát các cái tuyến kinh. Hầu như là hiện nay trên địa bàn xã là các cái tuyến kinh là được là khai thông là đào vét rồi này nọ thì cũng phục vụ tốt cho cái vụ hè thu tới. Cho nên là trên nguyên diện đó thì là cũng tiếp tục là đối với hội nông dân cũng theo dõi coi nếu có vùng nào
mà nó thiếu nước phục vụ cho cái vụ hè thu thì là nông dân sẽ đề xuất với ủy ban để thực hiện kịp thời cho bà con. Hiện nay đang bước vào cao điểm mùa khô, thời tiết diễn biến phức tạp, nắng nóng có thể kéo dài. Vì vậy, việc bảo đảm nguồn nước trong sản xuất mà các địa phương trên địa bàn thành phố Long Xuyên đang triển khai không chỉ giúp người dân chủ động được nguồn nước tưới tiêu cho cây trồng mà còn giảm thiểu thiệt hại do khô hạn gây ra, đồng thời duy trì ổn định diện tích sản xuất nông nghiệp của địa phương, nâng cao nguồn thu nhập của người dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội.